Chào mọi người nha. Thì lời nói đầu tiên cho Văn xin chào buổi tối tất cả mọi người đang xem YouTube cũng như đang theo dõi kênh video của Văn nha. Thì cả nhà ơi, bữa nay là Văn đi săn ếch cả nhà ơi. Bữa nay là chỗ dưới Văn có một đám mưa lớn lắm cả nhà. Hiện tại là Văn đang có mặt ở ở đây kêu bằng cổng cán cả nhà. Cổng cán Liêu Tú ở Trần Đề cả nhà. Bữa nay Văn bắt cái đồng này là cái đồng này là bơm nước dịch cả nhà ơi. Rồi người ta nó rút khô lại, bữa nay mưa nó nổi sắp nè cả nhà. Thì bữa nay có mưa lớn rồi, dòng nó cũng chưa có ngập hung nữa cả nhà. Có chỗ này nó có nước chân sẵn rồi, nó ngập nè. Nên thôi ghé bắt đại thử coi sao cả nhà ơi. Bữa nay thì Văn đi chung với anh Đăng, mà nãy tối quá không có quay anh Đăng thì anh chạy ra cái hướng bên kia cả nhà ơi. Bây giờ ra tới đồng rồi nha. Hôm ngày cả 10 bữa nay là không được đi soi cả nhà. Kiểu như không có ếch hôm cả nhà, với lại không có mưa. Năm nay sao mà lượng mưa kỳ quá. Bữa nay thì có đám mưa lớn lắm cả nhà. Hiện tại là đang ở đồng cả nhà ơi. Mày, ở đây sao không có ai bắt chứ cả nhà. Giờ này không có ai bắt chứ. Hay là cái đồng này nổi nước rồi nữa. Thì cũng hên xui cả nhà ơi. Thì để bây giờ lát nữa có ếch thì Văn sẽ quay cho cả nhà coi nha. Bây giờ thì Văn mời cả nhà cùng nán lại ếch thuốc để theo dõi video của Văn nha. Chút xíu nữa coi thử Văn có soi được ếch không nha. Đây là Văn thấy được con cả nhà ơi. Con ếch đầu tiên của buổi tối nha. Ếch cái cả nhà ơi. Đây. Đồng này còn hơi khô cả nhà ơi. Ây da, ếch cái cả nhà ơi. Con ếch đầu tiên của buổi tối nha. Giờ này 7 giờ rưỡi mới được con cả nhà. Ếch cái này cũng roi cả nhà, không bự hung. Đồng này nước còn hơi khô quá cả nhà ơi. Nhưng kệ sợi đại túc thử coi nó lên không cả nhà. Bây giờ để có Văn quay tiếp ra đựng con rồi nha. Báo nhớt nha anh em. Ít cái. Cũng nhỏ. Mình mới thấy đây con ếch cả nhà. Trời ơi nó quay về hướng mình kêu, nó chặn kêu ghê cả nhà. Còn kêu nữa kìa. Đó cả nhà nghe không? Đó. Nó kêu trước mặt luôn cả nhà. Rất là gần luôn cả nhà. Cả nhà nghe kêu không? Đó. Trên gọi nè. Ồ, cả nhà thấy chưa, nó đó cả nhà. Chỗ ánh đèn của mình đó. Chỗ ánh đèn của mình đó cả nhà thấy không? Đang kêu đó cả nhà. Ngóc đầu trắng xóa luôn cả nhà. Để đi lại bắt cả nhà. Chưa hộp luôn cả nhà. Quá dạng rồi. Con này quá dạng cả nhà. Không chịu hộp luôn. Vẫn chưa hộp luôn cả nhà. Đây cả nhà. Rồi hộp rồi cả nhà. Quá dạng luôn cả nhà. Đây. Con thứ hai nha. Ui khá là bự nha cả nhà. Ui chà bá luôn cả nhà ui. Quá đạt con ếch trời ui sức cưng luôn. Ếch đồng nha. Đồng nhảy luôn cả nhà. Quá vàng. Bắt cả nhà. Ây da. Ây da, bự quá cả nhà ui. Quá sướng luôn. Bá luôn cả nhà. Thiệt đã như trời. Cái miếng này nó nguồn sới cả nhà. Nó xới gọi cho nè. Mình mở máy lên nó kêu cái nhà. Ây da quá đã cả nhà ơi. Một con. Dạng kêu thấy ghê luôn. Để tiếp tục nha. Đây một con cả nhà. Thấy nè, nhận thấy nè. Học con. Học con. Dạng quá ta. Dạng quá cả nhà, không học luôn cả nhà. Thôi học rồi cả nhà. Chà, đục ngầu luôn rồi. Đây cả nhà, nó chuối như này đục nước cho cả nhà. Để Văn mắt nó cái cả nhà. Nó chuối như này là Văn cầm đây con thì mắt không được. Để Văn mắt nó cái Văn quay cho cả nhà coi nha. Cuối cùng Văn cũng dính rồi cả nhà. Thằng này con được con nó nghe nè. Văn mới nghe kêu rồi đang con cả nhà. Rồi Văn thấy luôn cả nhà. Đục trái ta. Quá im quá im quá im. Trời ơi. Nghe nó kêu cả nhà. Nó kêu. Chà, giờ này 9 giờ là như ếch lên rồi nha.
ếch lên rồi nha cả nhà ơi. Nước này nước mới nha, nước này mới tưới bơm lên, mới chát luôn. Đâu đây nè, đây. Hộp ở đây nè cả nhà ơi. Ai chà chà. Đâu vậy ta? Ủa mới đây đâu ta? Hay vậy? Rồi dân mở máy lên mắt chấu rồi cả nhà ơi. Không biết giờ nó trốn đâu nữa. Rồi mắt dấu rồi cả nhà. Thôi kệ đi. Chút xíu kiếm bắt lại hai con cả nhà. Mắt dấu. Dạ mới thấy vậy là con cả nhà. Mà nó kêu. Chắc ở đây cả nhà. Cái chỗ này nước đục đục nè. Cả nhà thấy nước đục đục không? Đây nè. Thấy nha. Đây nó cả nhà, thiệt cả nhà, nè cả nhà, chín rồi cả nhà, nó thiệt cả nhà, cả nhà, một con nha, ếch thịt cả nhà, ếch thịt cũng trọng trọng nha, quay im, nó gọi coi còn con nào nữa cả nhà. Bắt tươi rồi cả nhà. Ây da. Con thứ tư cả nhà. Bốn con rồi nha. Mình thấy đây giống mắt của con ếch gì ta. Nằm sát bờ dòng luôn. Ôi ngó thiệt như cả nhà ơi. Thấy không? Ớt hay cóc? Không được ớt cả nhà ơi. Ngó nó cả nhà ơi. Chùm má ơi, ớt cái gì của bà lớn vậy? Ôi ớt trái chút ếch rồi cả nhà ơi. Nè cả nhà. Nè. Trời trời ớt cái kìa trời. Chút xíu xíu cả nhà ơi. Quá kỳ. Ớt cái nhỏ dữ vậy ta. Trời làm như muốn mưa cả nhà, đang mưa lắc cắt rồi cả nhà. Hy vọng là mưa được đám nha, mưa được đám là có lý lắm nha. Còn không mưa thấy hiu quá, tại còn khô quá cả nhà. Hy vọng là trời sẽ mưa. Năm con cả nhà, con này nó con thứ năm này, cũng gôi gôi vậy, không bự không. Mưa cả nhà ơi, hiện tại giờ Văn đang vô góc dừa đục mưa cả nhà ơi, quá trời mưa rồi. Mưa đêm cả nhà ơi, giờ này 10 giờ nó đang mưa luôn cả nhà. Hy vọng là mưa lớn chút xíu nha, tại vì đồng nó còn khô nước quá cả nhà ơi. Mưa lớn chút xíu đặng đụng nước là ếch nó sẽ ra nhiều hơn. Quá mưa cả nhà ơi, để giờ Văn tắt máy nha. Khi nào hết mưa Văn sẽ có ếch quay tiếp cho cả nhà coi nha. Giờ đang mưa lớn cả nhà ơi. À, quay cũng thấy ghê quá. Văn ấp nha. Quá mưa cả nhà ơi. Mưa đêm là có lý lắm nha. Nôn quá. Một con ếch ngồi trên bờ dòng luôn cả nha. Ngồi trên bờ luôn nè. Không nhảy nữa ta. Rồi xuống rồi cả nhà. Chà. Nước trong này cả nhà ơi. Nước cũng trong cả nhà ơi. Để dần nào dần bắt nó cả nhà. Mà không biết ra đâu luôn nè. Đây nè. Cái con cột nó hợp giống ếch cả nhà. Con nãy mình mò sảy rồi cả nhà ấy. Hay quá, nó chuối xuống ba cái đất cài đó, kiếm không gặp luôn.
con này thấy có trắng tươi nè, không biết con ếch hay nhái nữa nè. Ôi ếch cả nhà, ếch đực cả nhà. Đây, thấy có trắng tươi vậy, ăn ngáp thiệt cả nhà, ếch đực. Ếch đực nha. Con thứ 6 cả nhà. Trời mưa mà mưa nhỏ cả nhà ơi. Tính mưa lớn là ngon lắm đó cả nhà, ai ngờ mưa ào qua ướt áo cái nghỉ rồi cả nhà. Rồi uống ghê, được mưa lớn mới ngon. Mưa nhỏ quá. Em vừa phát hiện là cặp ếch đầu tiên cả nhà. Đây cả nhà. Ếch cái không bự không mà tụt từ đây cả nhà. Rồi nó ôm rồi. Cá ếch đực cũng được cả nhà ơi. Hay à, cặp ếch đầu tiên của buổi tối nha. Cũng ok cả nhà. Một cặp. Tranh thủ nha cả nhà, giờ 1 giờ sáng ếch bắt đầu lên cặp tới gai cả nhà. Quá đã. Lại tới lon được một con cả nhà. Được con ếch cái. Con này đi rút cả nhà này gần sáng luôn. Đây cả nhà, lon tới đây này. Đây. Chai còn khá bự nha. Cái đồng này bữa nay bắt không có nhiều cả nhà ơi. Làm như nổi nước rồi chứ. Chắc nổi nước một chập rồi nha. Ớt không có gà cả nhà. Từ đầu hôm tới giờ mình toàn bắt ếch lẻ cả nhà ơi. Không có một cặp nào luôn á. Ý được cặp quên. Hồi nãy mình bắt được cặp. Được cặp trong vườn ra cả nhà ơi. Ngoài ra là bắt ếch lẻ không. Bữa nay thì không được nhiều cả nhà ơi, chắc tầm cỡ 1 ký ngoài à. Giờ để mình đảo 1 vòng nữa rồi mình dọn cả nhà ơi. Chân thì nó sáng cái này nữa nha. Thì ớt thì cũng nhát quá trời. Giờ để mình đảo 1 vòng nữa coi có con nào không có thì mình cũng xuất phát về luôn cả nhà. Thì bây giờ Văn cũng đã vô tới lậu rồi cả nhà ơi. Đậu nghề đây nha. Giờ còn đã đăng lại nữa là về nha cả nhà. Thì bữa nay bắt cũng không có được nhiều cả nhà ơi. Mà cũng không ít, mười mấy con cả nhà. Quay cả nhà coi nha. Bữa nay cái đồng này kiểu như nó không có ớt hay sao cả nhà ơi. Im mới ghê luôn nhưng mà ớt nó không ra cả nhà. Mình bắt được nhất có một cặp một rồi trời. Chưa khi nào bắt tệ như thế này luôn cả nhà. Tính ngon không mà ai về đâm ra thất cả nhà ơi. Vậy thì có được số ớt vừa thử cho cả nhà coi cũng được. Đây cả nhà, đây cái số ớt của Văn nha. 12, 13 con. Kêu trong một kinh thì quá trời cả nhà. Mà nó không ra. Kêu vào ảnh vậy nó không ra. 12, 13 con cả nhà. Cũng gồ gồ vậy, có bự có nhỏ. Số ếch đồng ở nhà. Giờ này cũng 3 giờ cả nhà ơi. Thì không có chăn nữa. Ếch nhát quá nó không ra không. Thôi bây giờ Văn cũng xin phép chào tạm biệt cả nhà Văn về luôn nha. Để anh đăng lại hai anh em xuất phát vậy luôn cả nhà ơi. Lạnh quá cả nhà ơi. Tại ở dưới quê Văn đang vô bão quá cả nhà. Rồi gió bữa nay không bắt không ếch rồi ngồi không à. Rồi gió trời ơi lạnh thấu xương luôn. Thôi giờ Văn về cả nhà. Bye bye cả nhà nhiều nha.